rửa tiền bằng Lanpa là như thế nào và tại sao người ta lại dùng những cái sản phẩm hoặc là những cái vật phẩm giá cao để rửa tiền. Lanpa là một trong những cái phương tiện để rửa tiền nha các bạn, và năm ngoái đã bị bắt một vụ rồi. Ví dụ, ông A có được 100 tỷ từ các hoạt động phi pháp như Quang Viên đã trình bày ở video trước, và ông cũng không chứng minh được cái thu nhập này đến từ đâu và sợ bị công an sờ gáy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tổ chức ra một cái buổi để bán một cái nhánh lan có giá là 100 tỷ, mặc dù cái giá nhánh lan là bao nhiêu mà không biết, và tôi sẽ bán cho người bạn của tôi với giá là 100 tỷ. Có nghĩa là người bạn của tôi sẽ có được 100 tỷ từ cái hoạt động bán nhánh lan này. Và đặc biệt, những cái sản phẩm nông nghiệp khi bán thì sẽ không có bị đóng thuế thu nhập cá nhân. Và đây có thể là những cái hình ảnh mà hai bên giao dịch bằng cách chụp hình, chụp ảnh, nhưng mà thực tế giao dịch tiền thì không có. Mà thông qua cái giao dịch này thì cái người sở hữu 100 tỷ sẽ chứng minh được với xã hội, chứng minh được với cơ quan chức năng rằng tôi có 100 tỷ từ cái việc bán cái nhánh lan đó. Đây là một trong những cái phương pháp rửa tiền để chứng minh được người này có được 100 tỷ như thế nào nha các bạn.